Cái gì vậy Diện? Hả? Trời ơi. Chuyện gì vậy? Con ngựa băng xe Kiều cái muốn hết muốn nói luôn. Sao vậy? Trời, Diêm Vương ơi, sợ quá. Có chuyện gì mà ngươi sợ? Ơi, nó chấn động cả Diêm Cung. Hồi sáng tới bây giờ có một cái người phụ nữ không rõ danh tánh, mắt bầm một bên, coi như là đang đi qua cái cầu đọa khúc đó. Trời ơi, ta nói ba la không còn cái gì mà nói. Bà cứ đánh trống, bà kêu quan mà không biết chuyện gì. Bà quýnh mà ta nói mấy con quỷ dạ xoa dưới cuộc của nó dậy hết trơn. Trời ơi, rồi bị đụng xuống. Hiện giờ ba đang ở đâu? Bây giờ ba đang ngồi với Thảo, thằng ngu đầu ngoài kia đó. Ngu đầu nó đang dỗ dành, bà không biết có được hay không, nó đang khổ ghê. Mau dẫn bà vô đây. Dạ. Trời ơi, phải vô đi. Đi lẹ đi. Từ đó tới bây giờ qua cái cầu đó, cầu Nại Hà mà bà cứ gặp mặt cho bà la hoài là sao? Trời ơi, xe đâu mà xấu quá vậy? Cái gì mà xấu, bà chiêm ngưỡng đi. Bà nhìn kỹ, bà lò hai con mắt bà ra, bà nhìn cho kỹ đi. Chưa bao giờ bà nhìn thấy một con trâu đẹp à. Chưa bao giờ mà thấy một cái con quái vật như vậy mà gọi là con trâu à. Trâu, tao hỏi thiệt, tới bao giờ, chứ tới bao giờ mày mới chịu nhận là mày xấu hay không? Đi chung các người ta sợ thôi. Gì vậy ngoại, gì vậy? Cái thân này chịu chế chịu mình. Chịu không, chịu không, bà ra mặt cửa đi. Bà ra mặt cửa đi, tôi chụp hình cho. Nhìn mình, nhìn bên đây, nhìn bên đây khác liền à. Bà đã nghe. Em, mất người đó. Bà làm rối công lượng lắm. Đây là Diêm Cung, Diêm Vương đang phía trước. Bà tự nhiên bà hết chuyện. Cái mâm người ta đang cúng trái cây bà đem. Đồ quá từ sáng tới giờ. Bà biết bà ồn lắm không hả? Bà biết bà xuống đâu rồi chưa mà bà ồn quá vậy? Dạ, đây là đâu à? Âm Phượng. Tán cái mâm vô mặt bây giờ nha. Ra hoài. Như vậy là con chết rồi à? Bà chết rồi bà thím ha. Tôi 49 ngày rồi bà thím, trên kia là tới mở cửa mã bà rồi đó, hiểu không? Cái thất của bà đãi lớn nhất cái vùng kinh thành, tôi nói thiệt bà luôn á, nên nó ăn không còn một cái gì. Người ta đãi bà đó không phải là vì người ta tiếc thương mà là vì người ta vui, bởi vì từ khi bà băng hà là coi như cái xóm nó bình yên, không còn cái tiếng thất thanh la giữa đêm khuya nữa, bà biết chưa bà nội? Cái mặt xấu quá mà cứ đúng vô hoài à. Nói nghe nè Châu, tao đề nghị mày kể từ giây phút này nói chuyện với bà đeo khẩu trang vô. Dạ. Đúng không? Dạ thưa Diêm Chúa. Người gặp người đàn bà này ở đâu chị? Em xin báo với Diêm Chúa một việc cơ mật. Chuyện gì? Một việc chưa cũng quan trọng. Chuyện gì? Là người đàn bà náo nhiệt kia đã có mặt. Rồi đấy con điên, vô nửa ngày trời rồi giờ mày báo gì vậy? Thì mình biết thôi, ông đâu có biết đâu. Nghe tao hỏi. Nó làm sao quá, nó làm sao quá trời, nó làm sao quá. Người đàn bà này là ai mà sao vô la náo loạn cả cái diêm đường vậy? Em có biết đâu mà bà la tao suốt cái đoạn đường đi đi giờ muốn banh cái lỗ nhĩ của em luôn hả? Để em hỏi, ai có nhan sắc để người đó làm việc? Mày ở đâu? Mày làm cái gì cũng hàm hồ hết trơn, tao nói thiệt. Chỉ có tao là mang nhan sắc hà hồ ra tao nói chuyện nè. Mày hỏi đi Châu, tao mệt quá. Mày hiểu không nữa? Nhìn cái mặt mày á, thấy giống như trong mấy cái chuồng xiếc vậy đó. Nhìn mặt mày nó vui lắm. Nhiều khi á mà hưng phấn quá cũng không có nên nha chị. Chị uống thuốc thì cũng phải để cho nó xả thuốc nha chị. Chị la một tiếng nữa nha, tôi lấy cái sừng tôi chọt trong họng mày nè, bà tin không? Mày tin không? Thà cười còn đỡ hơn la nè. Bà cười nữa là bà ăn vừa cui đó. Nha. Nghe hỏi. Dạ. Diêm Vương đang hỏi chị. Dạ. Chị là ai? Khai rõ danh tánh rồi có cái gì quan ước Diêm Vương xử cho. Nói đi. Chị cười chị. Tôi tán mâm vô mặt bây giờ. Đừng có cười nữa, tôi tán mâm vô mặt, hiểu không? Dạ. Khai đi. Dạ. Dạ thưa. Dạ thưa ai? Ai? Trời. Diêm Vương. Dạ. Thưa Diêm Vương. Dạ. Thôi mệt ghê, nó nghe là ngựa. Bà kia. Dạ con đây. Mau xưng danh tánh tên tuổi. Dạ thưa Diêm Vương. Dạ con tên là Nguyễn Thị Bà Hai.
nghe tên là thấy ghét rồi. Nghe cái tên là thấy ghét rồi. Cái tên gì như cha anh ta vậy? Tên là bà Hai. Là ai gặp bà nói chuyện với bà cũng phải kêu dạ thưa bà Hai. Đội lên đầu luôn rồi còn gì nữa. Dạ, con xin thưa lại nói nào ngay. Tại vì từ nhỏ tới lớn người ta hay quen kêu con là ê bà Hai. Hồi nhỏ kêu ê con bà Hai, còn lớn là kêu bà Hai. Thế là con quen. Con quên cái tên tộc của con. Chị. Dạ tên tộc của con là dạ. Bà Hai. Dạ dạ. Là nickname. Dạ đúng. Còn Hai. Dạ. Là cái tên khai sanh. Dạ 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 đúng. Thành thử là chị phải phân biệt chút xíu. Dạ. Nó quấn chị bầm là bầm mắt trong cái bầm não nha. Bớt khùng lại giùm em. Dạ chị. Rồi, tiếp đi. Ừ. Bà Hai. Dạ con đây. Dạ con tên tộc nói cho ta con biết. Dạ. Tại sao ngươi lại chết xuống đây? Dạ thưa. À dạ tại vì con té. Dạ con té con té chết. Là trượt té hay bị người ta xô té hay là vô tình cố tình lao đầu xuống té hay là xe đụng rồi té? Dạ không có. Dạ không có. Dạ cái nói nào ngay là tại vì số con khổ lắm cho nên con không có trách ai đó. Dạ cái đó là tự con té. Tự té hả? Dạ dạ. Thì sao kể nghe coi. Phán quà. Dạ. Điều tra sổ sinh tử coi đúng bả là tới số chết hay chưa. Dạ tuân mệnh. Sao bà Hai? Dạ dạ con tên là Hai. Bà Hai là ở dưới trần người ta kêu. Dạ lúc con còn sống á. Bà Hai. Dạ con là Hai. Tôi đang tra trong đây bà nói hoài à. Bà lên bà tra luôn đi. Đang tra người ta kêu cái tên bà Hai là người ta đọc đó bà nội ơi. Nói ai mà biết. Bà Hai. Dạ. Khỏi giả đi ta đặt cái lòng kêu bà giả hoài. Số tử là 80 tuổi mà sao tự nhiên bây giờ phóng xuống đây mới có 55 tuổi vậy? Tại sao vậy? Sao kể nghe coi. Dạ là dạ không có sao hết á. Số là con tự con té vậy thôi à. Làm gì có cái chuyện mà tự nhiên đang đi ngang ngã té ngang vậy kỳ cục vậy. Ngựa ban xe. Bà phải có câu chuyện chứ bà nói tự nhiên té ngang ai tin trời. Nó phải có một cái câu chuyện gì. Thí dụ bà bị người ta xô hay là tự nhiên cái gì. Đúng không? Người ta xô bà đúng không? Đúng không có. Con tự té. Không ai xô con hết á. Tại sao có cái thái độ này? Tại sao nói tới người ta xô mà làm gì thế ghê vậy? Bà Hai. Thái độ này. Dạ. Mắt gian nè. Mắt đang khai không đúng sự thật nè. Cái mắt này mắt gian nè. Đó mắt kìa thấy ghê không? Mắt dịch. Ngựa ban xe. Dạ. Mày có công nhận cái mặt của bả che giấu một cái điều gì không? Thì bởi vậy. Mặc dù cái mặt của bả bị trầy bị xước nhưng mà không che giấu được cái đó đâu. Nè. Mắt bà bị quýnh bầm. Bà cũng đừng có xạo sự. Bà khai ra đi. Bà mà không khai, bà để mà giấu tầm phạm thì bà sẽ là người bị xử tội nặng ở Diêm Cung này. Trời đất ơi. Có điều gì ẩn khuất nói ra để ta xử cho. Con chết rồi mà bây giờ con còn bị xử tội nữa hả? Bà có liệu bà xuống được 9 tầng địa ngục không? Không. Tầng 1 cắt lưỡi. Hả? Tầng 2 móc mắt cho coi phim 3D. Hả? Tầng 3 thẻo lỗ mũi cho thở oxy. Từng bốn nhổ răng hết cho bà ăn xương bò. Khai ra. Dạ con xin khai. Dạ con xin khai thiệt con không giấu gì hết. Số là vậy nè. Là do con á. Nó ruột con. Nó được. Là nói đạo ngay. Bình thường á. Là nó chỉ chửi con thôi. Ừ. Mà bữa đó là tại vì á. Là nó dữ quá đi. Nó hỗn quá đi. Nó chửi con. Đó. Xong rồi á. Là nó đòi là bán đất. Mà cái miếng đất đó là miếng đất hương quả. Hai mẹ con chỉ sống nhờ miếng đất đó thôi. Mà nỡ lòng nào nó biểu con bán. Bán rồi sống bằng cái gì? Đó, con không chịu. Câu, ô, nó uống rượu say vô nó cử. Ô, ca nó chửi, nó lôi ông bà cha mẹ mồ bả rồi nó chửi. Con tức quá. Đó, con mới chửi lại nó. Nó ruột con. Cái là con chạy. Chạy sau bữa đó. Mà nói nào ngay là tại suối. Bình thường nó đâu có làm dữ gì, bữa đó nó sai rồi con mới chạy. Mà nó bị quỷ ám rồi trâu đè rồi ngựa nó giật hay sao. Đâu ra ngựa giật, tự nhiên ta đang ngồi kế bên đi. Tự nhiên con dấp vô cái đó.
đòn gánh rồi cái là nó mới đặt thẳng vô trong 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 đầu con, phúng máu ra, lòi ốc ra, rồi con chích tức chích tuổi chích liền ngay tại chỗ luôn. Đó là tại vậy đó chứ không phải tại con. Là cái gì kêu bằng bà chết tươi đó phải không? Dạ. Bà có khai thiệt không? Dạ con khai thiệt. Chứ ta dùng pháp thuật, ta cho bà nhìn vô cái kiến, bà sẽ nhìn thấy được tại sao bà chết liền. Dấu không có nổi đâu nha. Bà khai thì khai cho đúng nha. Con khai thiệt. Bà mà không khai cho đúng á là ổng đài mà xuống tầng thứ 12, là cái tầng mà cắt lưỡi mà bắt nấu cháo lưỡi đó. Bà Hai. Dạ. Nghe ta xử đây. Phản quan. Dạ có thần. Tội lớn nhất của con người là tội bất hiếu. Dạ đúng vậy. Vu là bà Diễn. Dạ. Lập tức dẫn bà Hai trở lên trần gian, gặp đứa con bất hiếu đó, coi sự tình ra sao. Nếu cần dẫn cả hai mà con xuống đây cho ta trị tội. Dạ. Dạ đừng đừng. Một mình con chịu tội được rồi. Đừng có bắt con của con. Một mình con chịu tội. Giờ phút này là con binh con bà. Dở bại đi. Dạ thôi 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 thôi. Đi lên. Má ơi má, má ơi, gì con đói bụng quá, chắc không có gì ăn là con chết đói đó má. Má ơi má, con khát nước quá, phải tìm gì con uống đi. Con không có gì uống là con chết khát đó má. Má ơi má, không có gì ăn, không có gì uống là con chết đói, chết khát đó má ơi. Trời ơi, không có người má nào mà hờ hững nhẫn tâm như vậy. Con có than đói than khát mà vẫn nằm ngủ ngon lành như vậy, kỳ lạ thiệt. Bà là hồn ma, bà đi bình thường nên bà làm gì, bà làm ma cà tưng vậy? Nói nghe nè, bà là con ma Việt Nam chứ không phải ma ngoại bang nghe. Đi bà đàng hoàng. Đứng nó coi con trai bà coi xử lý làm sao với cái chết của bà kìa. Ai biết đâu, ghiền đầu tay chết rồi tới về ta đâu có đi đàng hoàng được đâu. Con quánh bà bầm luôn con còn lại à. Coi hiểu của bà là con ma nước bạn, hiểu không? Coi đi. Vẫn còn nằm ngủ ngon lành thiệt, ham ăn ham ngủ bỏ rơi con cái gì má. Má sao chân lạnh ngắt vậy ta má? Gì trời, sao tay cũng lạnh ngắt luôn vậy má ơi? Yeah. Trời, mặt trắng xác luôn rồi, không lẽ má tôi chết rồi chăng? Tội chưa? Tội cái gì? Nói là tôi chết rồi, nó thương tôi đó thì chưa. Nó nói thương bờ nào? Hết cái câu kế tiếp đi má ơi. Sao bà tâm lý bà lẹ quá? Chưa gì trơn rồi, nó thương bờ nào đâu. Nó mới giật mình, nó quảng hốt thôi. Coi nó làm gì tiếp. Nhớ mày mãi lên. Hồi tối mình nhậu xỉn về, có lỡ xô má mình té xuống đất. Ôi trời ơi, cái thằng mất dài chưa. Xong rồi mình bỏ đi, rồi xong má mình leo lên giường nằm chết. Trời ơi má ơi má, sao má chết, má bỏ con vậy má? Tội quá, tội quá. Này, cái cảm xúc của bà nó hơi bị lố đó, chưa gì trơn trời à. Tôi ghét ghê, không lẽ bây giờ tôi qua tôi tán vô cái mặt thằng quỷ này một cái. Nó đẩy mẹ nó chết, rồi tự nhiên cái gì nó đổ thừa ta lên, nó nằm trúng gió chết. Thế nghĩ thấy ghét ghê không? Tao thì tao mà có phép, tao biến mày thành con ruồi. Thôi con ruồi chưa có ghê đâu. Tôi sẽ biến nó thành cái thứ mà con ruồi đậu lên. Trời ơi, cái gì vậy? Coi nè. Má ơi má, sao má chết như vậy má? Má không thương con hả má? Thương gì? Má chết như vậy má không thương con, má bỏ con vậy hả má? Mấy lần trước á, hôm bữa con đẩy má vô cái lu, má chui đầu lu ra, má sống vẫn khỏe. Vậy là nó quánh bà như cơm bữa vậy đó hả? Hôm nọ con đẩy má xuống cái sông, má cũng bơi lên, má sống khỏe. Ê, bà sao sự sống mà mãnh liệt vậy bà? Bữa hôm con đạp má xuống ruộng, má cũng lội lên, má sống tốt. Ê, mẹ này làm như quýnh bà là thú tiêu khiển của thằng này á. Trời ơi, nó quýnh hoài hả? Nó quýnh dễ sợ là bà sống vẫn sống hả? Ê, bà dai, chính ra bà dai chứ. Cái gọi là cái sinh tồn của bà nó dễ sợ lắm quỳ luôn quá, đó. Quỳ quá thương con, cho nên chịu chấp nhận nín, tất cả. Nín, tôi nghe coi nó còn làm cái chuyện tày trời gì nữa nè. Má ác lắm. Trời ơi thơm, nó quánh bà mà nó chửi bà ác kìa. Con đẩy má bao nhiêu lần má không chịu chết.
Vậy mà hôm qua con gạt chân má nhẹ nhàng té đập đầu xuống đất thôi má chết. Má muốn con đi tù hả má? Má chết thì thôi, muốn con trai má đi tù hả? Con đau mà muốn đi tù. Bây giờ còn chưa sáng mắt nó còn thương nó nữa hả? Thương rồi, nó lỡ nó gạt chân chứ nó có muốn đâu. Ồ, nó lỡ nó gạt chân thôi hả? Bây giờ đưa cái gạt tàn người ta đập đầu nó coi. Thôi cho dì đi, cho dì chăm sóc đi. Trời ơi, vậy là ma xui quỷ khiến con làm như vậy với con trai má không bao giờ làm cái trời điều này. Ơi, thằng khốn nạn, nó gạt dò cho má nó chết, bây giờ nó đổi thừa ma xui quỷ khiến nó nói mình á. Mày đụng tới từ đường nhà tao rồi đó, tao nói cho mày nghe nghe mày. Muốn phóng vô cào mặt nó ghê luôn. Thế con người á, nhân loại là lúc nào cũng vậy, đổ thừa cho ma quỷ không mà làm cái gì xấu tự nhiên cái con đích cái hổn xíu kêu con đích quỷ. Rồi cái ai mà cái thấy ghét cái kêu cái đồ quỷ. Mày mới quỷ. Thì đúng rồi, không có hiện hình ai đâu người ta thấy. Tội nghiệp nó đâu có biết gì đâu. Tội nó xử lý nó sao nè. Sao? Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Phải có cách xử lý. Bây giờ má lỡ má chết rồi, con đi tù thì má không đâu vui đâu đúng không? Bây giờ nếu mà có người hỏi thì con nói là má tự má té, xong rồi con dắt má lên giường, xong rồi má chết trên tay con luôn. Con thương má quá mà, con phải nói như vậy. Đó bắt đầu mọi người thương cảm con. Bắt đầu là má còn 4 cái thửa đất đúng không? Con hỏi giá người ta rồi bán được 1 tỷ. Bây giờ con phải bán mấy miếng đất đó. Nếu không bán là con có lỗi với bản thân của con, có lỗi với má nhiều lắm má ơi. Bà sáng mắt bà ra chưa? Bà sáng mắt bà ra chưa? Nó trục lợi trên cái chết của bà đó, bà nghe chưa? Nó tinh vi. Cái thằng quỷ sứ kìa. Bây giờ miếng đất đó là tính bán sau, nhưng mà trước mắt là đám ma của má. Hiện giờ là không có tiền, con phải tìm trên người má tiền để làm bá ma cho má. Có là có cái xác mà nhập xác liền, nhập vô liền, nhập xác liền, không thì nhập xác liền. Mà nó nhập đi, nó làm tôi nhột quá, nó làm tôi nhột quá. Nhập xác, nhập xác, nhập xác, nhập xác, nhập xác. Phải tìm tiền bạc trong người của má mình, tổ chức đám ma cho má mình, cái tưng bừng rủ đàn đàn em mình tới ăn nhậu bê đê rồi về múa tưng bừng cái xã này luôn mới được. Nhột, 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 nhột. Má, 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 má. Không có ma, không có ma. Quỷ, quỷ, quỷ. Ma với quỷ hả? Má mày mà kêu là ma hả mày? Má, má, quỷ. Má chứ không có ma. Ê, ác quỷ. Mày kêu quỷ đi. Quỷ. Mày mới quỷ á. Ê, hồi nãy mày nói hay, mày mướn bê đê gì múa mày coi hả mày? Hả? Bê đê ăn hết của cố nội mày hả? Làm gì múa cho mày coi? Chị đã đâm ma chê ma ma quỷ ma quỷ da. Nè, coi coi phép nè, làm 1, 2, 3 ác quỷ nè. Đừng làm phép, đừng. Rồi, đó, chửi đi, chửi coi, chửi bê đê coi. Đó, chửi coi. Ồ, mày chửi coi. Ờ. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, mày chọn phép cho mặt nó sao mày ác khẩu vậy? Tao nhái đó đó. Nè rút phép lại giùm đi, để thả cho nó nói đi. Quỳ xuống đi tao rút phép. Quỳ xuống đi con, quỳ xuống. Tự tán mặt mình 2 cái. Mạnh lên mày. Mày để tao tán là mày chết á. Thôi vậy được rồi. Trời ơi ghê quá. Âm là chị bùa lăng trắng, âm là chị bùa lăng trắng, ma quỷ âm là chị bùa lăng trắng. Rồi, thôi, xong rồi. Lăng trắng. Đừng. Mày lăng trắng không? Mày lăng trắng. Cái thằng bất hiếu. Má mày chết. Mà mày trục lợi cho cái xác của mẹ. Mày làm con người vậy mày làm được ở đây? Nó tưởng đâu là má nó chết rồi mà. Thôi giờ nó biết hối lỗi rồi thôi về. Con hư là tại mẹ. Chị không có dung túng cho nó như vậy được. Cái gì vừa vừa phải thôi. Bây giờ bà không dạy được nó, để tôi lôi đầu nó xuống cái dương dạy. Đừng có làm vậy con, dạy cái mà tôi đừng có đem nó xuống dưới đó. Xong rồi, trời ơi, nó có tội bất hiếu là nhưng nó bị nhục hình đó. Nó leo cục lửa cái đó. Cái bản mặt chị còn chưa tan máu bầm, mà chị còn ở đó mà binh nó nữa hả? Lỡ rồi. Chị nhìn thằng con chị kìa. Mày bước ra. Bước ra lẹ mày. Xoay một vòng. Trời ơi, xin lỗi chị nhìn cái đầu nó đi. Cái đầu như cái tráp vậy đó ha. Cái mặt thì như chiêu qua qua ha. Con cái như vậy đó rồi hỏi nuôi làm cái gì. Má ơi, má chỉ là một giấc mơ thôi đúng không má?
ra ngủ rồi mơ đúng không hả? Vừa giấc mơ thôi. Ê đừng quá. Trời ơi. Mày cho mày mơ hả? Đừng có bạo hình, bạo hành trẻ em. Đừng có mà trẻ em hả? Trẻ em hả? Trời ơi cái mặt đó. Dạ. Trời đau quá, Mà đừng nói nữa mà Dương má nói câu là hai người này qua giả con cái đó má. Nói má lại không mà đẩy bả nói tao giả bây giờ mày nói tao cũng giả. Mày sao mà bưởi. Thôi mà, thôi xong việc thôi, về đi, về đi, về đi. Cái gì mà về? Má con cũng sống đi. Lại đàng hoàng tử tế. Tôi biết dạy con. Ê bò, cái gì? Đâu? Bây giờ làm tao không có nói nhiều nữa. Mình bắt nó xuống cho Diêm Vương xử đi, tao ghét nó quá rồi. Đừng mày không vậy. Cản tao hội tao giết trước khi Diêm Vương bắt được. Không, được. Ngựa kia yên tâm, trâu sẽ làm đúng như lời ngựa nói. Không, tôi xin hứa tôi dạy con mà. Trời ơi, ngựa với bà con đi dạy được đâu. Dạy được. Mày nó sửa đâu quá. Rồi sao? Đấy. Ê, nó nghe sao mày khôn vậy mày? Con ơi. Trời ơi, sao mấy cái ca ngon mà dành hết trơn trọi vậy? Nó chết rồi hả? Bây giờ còn lại á là mày hung bả lại cho ba chết lại. Trời ơi, sao thịt thà ăn xương sống mày để tao vậy? Ê, cái này không phải xương xấu, cái này là dạng như là lương khô. Ừ, ăn đi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Thôi mày lỡ làm thằng con rồi mày lên luôn bà mẹ luôn đi. Ê bậy à, tao sợ mấy người không có tay có bầm á em ơi. Mấy anh làm gì vậy? Thì phải hung nó một cái nụ hôn thần chết. Bây giờ nó sẽ cười hôn thôi chị. Ghê lắm em không chịu đâu. Sao? Ghê lắm em không chịu đâu. Ráng đi. Trời, bao nhiêu năm em thủ tiết rồi trời. Ghê. Thủ tiết cái gì? 1, 2, 3. Dạy đứa con nè. Ơi, tao kêu mày dạy. Mày dạy chưa? Tới chỗ tới nơi rồi làm ơn dạy. Má Diễn nó không có chịu dạy kìa. Dạy đứa con nè. Cái gì cũng phải sử dụng cái đầu hết trơn hết trọi á. Hồi nhỏ nó thích nhất cái gì nè? Hồi nhỏ nó thích cái gì? Dạ con của con nói nào ngay, nó không thích gì hết, chỉ thích ăn cà lem thôi. Ồ, dạy đứa con nè, nè. Bán cà lem đậu xanh, bán cà lem đậu xanh. Đậu xanh, lấy đậu xanh. Nè, có đậu, có cà lem bả đậu ăn không? Gì vậy con? Ủa, vẫn còn nằm mơ hả ta? Không có mơ. Ngủ tiếp, ngủ tiếp. Bậy, không có mơ đâu con, đây là thiệt, không có mơ. Bậy ơi, không lẽ giờ bà chết, tội lẽ tôi cũng chết theo bà? Không có, má chưa chết mà con cũng chưa chết. Ờ đúng rồi, nhớ rồi, tự nhiên lúc đó là thiên bà ngồi dậy của tôi hết hồn, tôi chạy cửa tôi gặp hai cái mặt gì thấy gốm lắm mà. Ờ đúng rồi. À, à trời ơi, đừng, sao sao. Mới nói gì vậy? Mới nói gì? Má ngu, đau quá. Đừng đánh nó. Hả, mày kêu má mày là gì, nói tao nghe coi. Bà. À, thôi mà đừng con nữa. Nói con gì mà. Ờ, nói vậy nó kêu vậy không hả? Chị, bỏ tay xa đem giáo dục nhân phẩm đó. Sao kêu gì? Nói kêu bà. Kêu bằng má. Cái gì vậy? Đây là cái thứ ba, cái thứ tư là tôi chấn cái chuông vô mỏ. Mày là cái mỏ, mày thành cái chuông nha. Chứ giờ muốn kêu gì? Kêu là mẹ, kêu đàng hoàng, nhanh. Bà mẹ. Trời bà. Cái gì vậy? Mày á bà, mày kêu gì vậy mày? Đừng có đánh nó mà. Kêu đàng hoàng quay. Mẹ bà. Cái gì vậy? Bỏ bà lấy mẹ thôi. Kêu bằng mẹ thôi con ơi, kêu bằng mẹ. Mẹ. Trời ơi. Chửi mày. Mày đừng có kéo dài cái chữ nó ra, nói gãy gọn triều mến hai chữ. Mẹ. Kêu coi. Kêu coi. Mẹ. Đúng rồi. Ê mày, mới chề môi hả mày? Dằn mâm sáng chén hả mày? Áp lực quá. Ở đây đâu rồi mẹ? Ở đây là Diêm Vương. Còn cái con đó là con ngựa. Con ngựa hả? Ngựa đó. Đúng rồi, gặp con ngựa rồi, gặp con này luôn rồi. Là con trâu. Là gì vậy mẹ? Thôi đi về đi. Không có về được con ơi. Ở đây là gì vậy? Diêm Vương. Đây là Diêm địa. Nhưng mà ở đây ai cũng hiền hết trơn hết trọi. Không có ai giữ đâu, con đừng có sợ. Đúng rồi, ở đây không có ai giữ hết trơn hết trọi đó. Mẹ giỡn hoài ha. Bây giờ mày bình tĩnh, mày ngồi yên đi. Để cho ông Diêm Vương xử mày nghe ha. Mày mà lẻo lượng, mày nói tiếng trước tiếng sau, mày kêu bả là cái gì bằng bà bằng mẹ ha. Con kia nó quánh mày mỏi tay luôn đó. Im đó. Dạ. Dạ. Dạ thưa Diêm Vương. Sao? Cấp báo với Diêm Vương một việc cơ mật. Chuyện gì? Một việc trọng đại. Trọng đại gì? Em đã triệu hai mẹ con tới đây rồi. Ê, cái con điên kia nó tới nửa năm trời rồi đó trời ơi. Ở hai đứa mình biết thôi, ổng đâu có biết đâu. Mà biết chứ sao không biết.
nghịch tử trời không dung đất không tha kia, nghe tao hỏi chuyện gì đó? Mày ở đây cái gì hả? Ngựa bằng xe, trời ơi, giải cái thằng con hư đố cái mà xuống trời, rồi bây giờ kêu Diêm Dương xử đi. Diêm Dương, dạ. Ừ. Mau khai danh tính. Con tên gì? Mày tên dạ, gì? Dạ thưa con của con, nó tên là Mã Văn Đức. Ê, 30 tuổi. Ông Diêm Dương em hỏi mày thì mày há cái họng ra mày trả lời. Sao bình thường mày chửi bới mẹ mày giỏi quá mà, bây giờ ông hỏi mày căm họng mày vậy hả mày? Ở đây thấy ghê quá à, dung quá à. Dung à, dung. À, trời ơi, sao đừng có đánh con của con, đánh con, đừng có đánh con. Đủ đâu? Dạ. Hay đi con. Đưa bà mẹ qua sang một bên. Thôi đừng, đừng mẹ đừng bố con. Mày gì tách ra, tách mẹ con bà ra. Thôi đừng có tách, đừng có tách. Bạch quỷ, Mày nghĩ sao mày với bả là má con mày hát cái bài đó mày? Dung quá. Đi về quá, Dung rồi, cho lấy đôi dép đi. Về quá, Dung quá. Cái này nó có đồ đàn hồi nha. Nha. Dạ dạ. Nha. Mày thấy tao chơi bắn chim chưa? À, tao làm một cái phèn cái là tự nhiên cái mặt mày bằng phẳng như chiếc dép cho mày. Dạ dạ. Thôi được rồi. Để tao hỏi nó. Này tên kia. Dạ. What your name? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Nó là cái thằng bất hiếu, không có học hành gì trơn trội chứ. Giờ ngày nói cái tiếng nó làm sao nó hiểu. Ý em hỏi mày đâu đến á? Cái gì vậy? Im lặng đi. Rối loạn lên hết. Gạch tử. Dạ. Tên gì? Dạ, con của con đó tên là... Nó có miệng nó biết trả lời nghe chưa? Dạ, con tên là Mức Văn Đã, 300 tuổi. Cái gì vậy? Mã Mã Văn Đức, 30 tuổi. Hết hồn. Hồi nãy con tưởng nó nói nó tên là Mức Văn Dại chứ. Hay là Mức Văn Giả là Mã Văn Quang đúng không? Dạ, dạ. Có đúng là hắn họ Mã không? Dạ, thần có tra sổ tử. Hắn họ Mã cùng họ với con ngựa màu băng xê. Bởi vậy cho nên con ngựa cũng mặc áo tím. Mà nó chết chung lại cũng mặc áo tím á, thưa Diêm Chúa. Được. Diễn dán bà con nhau hả? Mày câm miệng mày lại nha. Đừng để người ta thấy tao với mày là một cặp. Yêu thầm tao thì nói nha. Đừng có chết xuống đây rồi làm cho chung quỷ rồi nó ói hết được chưa mày? Mày không phải là gu của tao là Hứa Minh Đạt. Trời ơi, ở đây thấy ghê quá, gió dẫm quá. Tiếp. Dạ. Nghề nghiệp. Dạ, doanh nhân đại gia. Trời đất ơi, nó xạo sự ghê chưa Diêm Dương. Nó có ăn bận nghèo hèn như vậy đó mà nó dám tự nhận nó doanh nhân nó đại gia kìa. Cắt lưỡi nó đi. Mày nói mày siêu nhân tao còn tin, tao nói thiệt á, mày doanh nhân ở đâu ra? Cái mặt mày như quỷ. Doanh nhân đại gia là ước mơ sau này tôi làm vậy mà. Trời ơi, nó khai mà nó còn khai trừ hao nữa, trời ơi. Hiện nay ngươi làm nghề gì? Dạ, hiện nay làm má nuôi. Cái gì? Mày nói láo. Từ nào tới giờ tao nghe toàn là anh nuôi chị nuôi thôi. Là mấy cái người mà phục vụ nấu cơm nấu nước trong quân đội. Nhiều lắm là vú nuôi thôi. Mày làm vú em sao mày làm mày má nuôi mà. Dối quá. Nói cái gì? Má nuôi, má đi vòng vòng nhõng gì má nuôi. Là ăn ở không á phải không? Dạ. Nó đại đơn giản thất nghiệp cho rồi đi mày nói. Dạ dạ vậy? Nó phải tại con thương con của con cho nên là con nuôi nó. Cho nó ở không cho nó sướng. Chị. Dạ. Trời ơi trời, bây giờ bao nhiêu con cũng nuôi, bao nhiêu con chó mình nuôi nó cũng thương mình. Chứ có như cái thằng này nuôi sao nó chửi chị? Ha, chị là chị làm hư nó. Anh ngựa, anh không hiểu rồi. Tại tôi là con cầu. Bé cái mày, mặc áo giống nào đừng có nói chuyện ta mày. Áp lực quá vậy trời, đi thấy ghê quá à. Tại sao không chịu khó học hành để thành đạt? Không lao động trí óc được thì nó lao động chân tay. Mắc mơ gì phải lêu lỏng, phá làng phá xóm. Diêm Dương không hiểu. Con có nói khổ vậy. Khổ gì? Từ lớp 9 lên lớp 10 qua trường cấp 3. Trường cấp 3 xa quá. Mà từ đây trường lại đi bộ đi xe đạp. Mặt mũi là đi bộ xe đạp. Bởi vậy cũng mới nghỉ học. Xin bả mua chứ. Bả mua chiếc SH đi chạy đi học thôi mà bả không cho. Bởi vậy nghỉ học cho vừa lòng bả. Trời ơi Diêm Dương ơi, con nghe mà con cảm động đó. Trời ơi trời, con chị thương ghê. Không xin gì cho xin có chiếc SH thôi à chị. Trời ơi, cháu nó có ước mơ riêng của nó.
ai mà cấm được trời, đúng không em? Dạ. Đi học phải có xe mới đi được chứ. Đúng rồi, phải SH đi mới phải được. Phải SH đi mới được chứ. Đúng rồi. Con kính thịnh Diêm Vương đã lỡ rồi ban cho em nó cái ước mơ. Em nó muốn SH, có nghĩa là nó muốn sám hối đó. Ban quýnh, đây con quýnh cho nó sám hối đi. Đi ban cho con vài hèo nữa. Đây nè, tao quýnh mày bữa nay là mày sám hối luôn. Ê, đừng. Trời ơi, con lại chú cửa rồi, nghe mày. Ở đâu mà SH cho mày đi học hả? Ở dưới quê mà SH đi học hả mày? Nhà ngươi dạ. Biết một chiếc SH bao nhiêu không? Bằng 1.000 con ngựa ở dưới này. Trời ơi, cái gì vậy? 1.000 con trâu ở dưới này. Lãng tự nhiên cái đem tôi ra mà so à trời. Trời ơi, sao cái giá trị tụt xuống vậy? Dạ đúng á, trời ơi, tiền ở đâu mà mua? Trời ơi, ta nói không có tiền cặp đất mà ăn ở đâu đấy đâu rồi đi mua chiếc SH cả ngàn con ngựa, cả ngàn con trâu này chắc giết con chết á. Mày nghe má mày nói cho mày cái thằng mất dạy. Trời ơi, vậy là mẹ không hiểu rồi, con nó dạy mẹ làm tỷ phú mẹ không chịu nghe. Ôi, đừng có đánh nó, đánh con là đánh con. Đừng có đá người ta. Dựng nó đứng dậy. Dựng nó dậy. Nghe sự phải gì? Con nói thiệt mà. Dạ. Ngu đâu? Dạ. Đừng có đánh đập như vậy tàn nhẫn lắm. Dạ. Hai đứa qua giả miệng được rồi. Dạ. Trời ơi Hương. Trời sẽ đánh thằng con biết mãi rồi. Trời ơi. Dạ đi. Đừng. Trời đừng đánh con của con. Trời ơi trời. Bắt đầu. Nó đang cầu mưa, trời ơi trời, thằng điên. Đánh quá, dối quá, dối đi thì về, dối dám quá. Dạ con hư tại mẹ. Tại vì con quá nuông chiều con của con, cho nên là con không biết dạy con, nó mới là như vậy. Chứ thật ra nó là một đứa trẻ trong trắng, một đứa trẻ dễ thương. Mà tại vì con không biết dạy, bây giờ con xin tội cho nó. Con... Vậy đi, nè. Đỡ mệt, nhức đầu hai mẹ con làm lại xô mệt quá. Trâu với ngựa. Cái gì vậy? Dạ, cái mày quánh người ta xong mày xỉu luôn. Không, hả? Không, tự đạp bơm. Trâu ngựa. Dạ. Dối quá. Kiều nó đứng dậy để nó ngồi trước mặt Diêm Điện mà nó ngồi cái tướng đại tiện đó đó hả? You, sit down. Dối quá. Đừng có đánh con của con tôi Nghiêm. Mẹ. Rồi xong. Mày khai tiếp đi cái thằng trời đánh. Sao? Dạ con cũng nhiều lần nói với lại má con rồi, muốn làm tỷ phú dễ lắm. Bây giờ bán 4 công đất ở nhà cũng được 1 tỷ. Đó, xong mình có 1 tỷ rồi mình để ông nhà thành tỷ phú rồi. Dễ quá mà. Mày bộ lát bán được có 1 tỷ cái mày ăn suốt đời hả? Mày không làm cái mày ăn suốt đời hả? Trời ơi, vậy là ngựa không hiểu rồi ngựa ơi. Sao? Nó nghe nè, giờ mình có 1 tỷ nè, bắt đầu mình kinh doanh tiền tiền mẹ đẻ tiền con, mình phải kinh doanh chứ. Kinh doanh mà kinh doanh cái gì? Cho vay nặng lãi. Bây giờ là mình sống nhờ lãi luôn đó. Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi mẹ đẻ con, ăn lãi mà sống, ăn lãi. Mày ăn lãi sống phải không? Ờ. Mày sổ lãi chưa? Cái gì vậy? Mày nghĩ sao mình cho vay nặng lãi hả mày? Cho vay nặng lãi người ta đầu gấu mặt ngựa, người ta còn đi đòi nợ được. Mày cho mượn ngày đầu ngày sau là người ta giật mày luôn rồi. Cái mặt mày á là mặt khờ. Mà mày nghĩ sao mày đòi làm cái nghề cho vay nặng lãi hả mày? Có là một cái tính đường khác á, người ta trái thôi, người ta phải chính của mình à. Giờ mình có tiền nè, bắt đầu mình mở sòng bài. Mình mở sòng bài xong người ta vô, người ta đánh bài, đánh ăn tiền, ta sâu tiền, vô tiền, vô tiền, vô. Nó lại sáng kiến nữa rồi. Mày nói là mày mở casino hả? Ừ. Cái mặt mày chơi domino còn thua nha mày. Chơi đó mà casino. Trời ơi, con ơi, nghĩ sao mà mở sòng bài. Trời ơi, mình bị bắt, cái đó là sống gì là không có văn hóa, con hiểu không? Sống như vậy là coi như là mình có tội dữ lắm. Đâu mà đi nói như vậy. Trời ơi, đầu trâu mặt ngựa nó quýnh con chết luôn á. Vô đây. Dạ con qua đây. Đây. Dạ con qua đây, con qua đây. Diêm Vương, bây giờ Diêm Vương xử đi, con hết cách nói rồi. Dạ. Ủa nó đâu rồi? Dạ con. Dạ con đây. Một mình áp lực. Qua đây, qua đây. Con đi qua đây. Đi con đi qua đây. Đứng đây. Dạ.
con nó đâu rồi? Dạ con đứng sau lưng con nè. Nói bây giờ sao hai má con mà định vị chưa? Dạ. Ê, dạ bây giờ tôi phải chơi lùa dịch nha. Dạ. Dạ. Để mày ra bên kia, thằng con đây. Đây. Dạ dạ con đây rồi nè. Đứng ở đây mày. Trời ơi con mẹ ơi. Sao đổ điên nha, hai má con này lắm rồi nghe chưa? Ê, trời ơi bây giờ tôi khổ ghê, hai mẹ con này giống như là còn chơi ô quan với bà nghe mày đứng. Mã Danh Đức quỳ xuống. Nghe ta xử đây. Ngươi là con mà cãi cha mẹ thì tâm đường con hư, con không biết học hành gì hết. Đúng. Đó mở sông bạc ăn chơi liêu lắm. Phan Quang. Dạ. Tội nghịch tử bất hiếu thì xử sao? Dạ. Ủa bất hiếu cũng có tội nữa hả? Im đi. Trời đất ơi, nghĩ sao bất hiếu không có tội mày? Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ đứng đường nghe chưa? Cái gì vậy? Mày nói cái gì đó ngựa? Con cãi cha mẹ trăm đường con hư chứ đứng đường nghe chưa là sao? Xin lỗi, cái văn em hơi loạn lương chút xíu. Không mà xí xí, bất hiếu là cái này giống như là lục đục nội bộ gia đình đó mà. Cái này lục đục bất hiếu gì có tội gì? Mày ăn mày ăn đậu đuôi ngựa không? Mày nếm ai là người sinh ra mày đây? Dạ con. Dạ con. Tại sao mày không phụng dưỡng, mày không nghe lời mà mày còn ngược đãi người đó? Mày dí mày đánh bà đến nỗi bà thác xuống tới đây. Tất cả những chuyện gì của mày làm ở trên trần thế ta biết hết. Bây giờ quỳ đây nghe tao xử. Mày biết cái tội bất hiếu của mày xử như thế nào không? Dạ sao. Cưa hai nấu dầu nấu riết nào nó chảy ra thành nước luôn mày biết không? Chưa hết đâu. Khi nấu chả nó thành nước, những cái cặn bã xấu xa của mày nó nổi lên trên, tụi tao ngồi tụi tao vớt bọt. Vớt cái bọt xấu xa đó tao bỏ vô trong khuôn, đút thành những cái con quỷ dạ xoa ngàn năm không siêu sanh là mày đó. Nói chung là mày sẽ bị chưng cách thủy. Là thành quỷ không được đầu thai mẹ con không cái mẹ ơi, con không muốn gì đâu mẹ. Chưa diêm vương, trời ơi thưa. Trời ơi thưa con ngựa, thưa con trâu, đừng có xử con như vậy. Tất cả là lỗi tại người mẹ này đây. Là lỗi tại con. Chứ con nếu mà con biết dạy dỗ con cái, biết giáo dục nó đàng hoàng thì nó đâu có hư như vậy. Con người ta nghèo người ta cũng thành đạt, chứ đâu phải như con nghèo rồi nó hư. Là lỗi tại con. Bây giờ cứ đem con ra nấu dầu, đem con ra cắt lưỡi nấu cháo, đem con ra bầm thân đi, con chịu hết. Con chịu tội với con đừng có bắt. Nói như vậy ai mà chịu nổi? Chị đừng có làm như vậy. Mặc dù là chị sai 10 mươi rồi đó, nhưng mà không có trách chị được. Sao vậy nữa? Bởi vì cái đó xuất phát từ tình thương mà trách cái gì? Mai mốt ngựa có con đi ngựa sẽ biết. Thì bởi vậy tôi đang bệnh mà đó mà nói. Nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược đâu. Nghịch tử. Dạ. Ngươi có thấy sự hy sinh lớn lao của mẹ ngươi chưa? Dạ con thấy rồi. Phan Quang. Dạ. Theo đúng thủ tục, đọc cáo trạng trước khi ta xử. Tuân lệnh. Rồi làm ơn cho mẹ con phục vụ. Nên làm lại từ đầu. Tên Mã Văn Đức. Dạ. Tuổi độ 30, thân xác to lớn nhưng lười như heo, tính tình thì dữ như beo, ngược đãi cha mẹ bèo nhèo sát thân. Bất hiếu là tội bất nhân, Diêm Vương xử nặng để răn muôn người. Hết cáo trạng. Nghe ta xử đây. Mã Danh Đức. Dạ. Tội nghịch tử của ngươi đáng lẽ là bị Diêm Vương ta đánh. Nhưng nghĩ lại tình mẫu tử, ta tạm thời tha cho ngươi, nhưng cũng phải cảnh cáo, ta cho ngươi cơ hội để trở thành một người tốt, thành một đứa con hiếu thảo. Dạ. Còn bằng cách nào biết hiếu thảo ra sao là phải do ngươi tự ngộ ra. Trong vòng 2 năm
Nếu ngươi không hối cải, ta sẽ lập tức cho ngu đầu phải diện nên bắt ngươi xuống đây trị tội, nghe chưa? Diêm Vương yên tâm, chừng một năm rưỡi thôi mà nó mất dạy là con lên trước thời hạn con lôi nó xuống đây. Dạ. Được. Dạ bẩm Diêm Vương, bây giờ dạ. cho con có ăn gan ngựa gan trâu mà cũng dám vậy nữa. Mày nói gì mày? Mày nói cái gì mày? À, mày đòi ăn cái gì? Mày muốn ăn cái gì? Mày ăn cái gì? Mày muốn ăn cái gì? Mày muốn ăn bộ đồ lòng của tao à? Ăn phá lấu ngựa với trâu hả mày? Không có, không dám, không dám. Thôi dạ. Thôi được rồi. Ngu đồng mãi diện. Dạ. Đi lên. Dạ. Mẹ con đổi ơn, đổi ơn Diêm Vương. Mẹ con ơn đổi ơn Diêm Vương. Rủ giàu là phải lời ra. Vua nước Sủ một hôm bị sản, cởi áo quần cởi ngựa đi chơi. Quá dữ. Ê má 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 má, yên nặng á. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Rồi để xuống nè, để xuống, để xuống. Trời ơi, thấy chưa? Có sao không? Lên ghế này ngồi đi. Khổ quá. Còn nói má không biết bao nhiêu lần rồi. Ngồi xuống đây. Khiêng nặng như vậy á là nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe lắm, ảnh hưởng xương sống mình nữa. Ghiêng gánh nặng vậy là nặng lắm á, biết không? Biết rồi. Phải chia ra thành nhiều lần khiêng, chứ đừng có khiêng một lần như vậy. Má cứ chia ra làm 5-6 lần đi, cứ khiêng vô khiêng ra như vậy nó không bị ảnh hưởng nữa, má hiểu không? Con có biết là từ ở ngoài chợ mà gánh về là con biết là nó xa bao nhiêu không? Mà con biểu má gánh nhiều lần, gánh đi gánh về, từ bây giờ là gánh cái kiểu này tới tối cũng chưa xong nữa đó con. Má cứ làm vậy người ta nhìn vô người ta nói con bất hiếu làm sao. Má đừng có để người ta thấy những cái chuyện này, má phải tìm đường tắt á, má đi lên núi lên gần gì đó, đừng để người ta thấy thì má chửi con nữa sao? Không có được. Nếu mà đi đường tắt rồi lội sông lội suối rồi lên đèo sao má đi cho nổi, mà đi đường tắt vậy rồi bán cho ai? Khổ quá. Thôi lần sau má rút kinh nghiệm đi. Lần sau khi nặng này không có tốt đâu. Thôi vậy nè, má là về làm mệt thôi, làm con ly rượu cho nó khỏe. Thương má quá. Vô với con cái đi, nãy giờ ngồi có bạn nhậu à. Rượu con cái cho nó khỏe. Con nghĩ làm sao ạ? Từ đó giờ má bây giờ có uống rượu đâu mà biểu uống rượu. Trời ơi, người ta nói là có câu, cái câu mà nho nhãn gì, người ta nói là nhân vô tủ như kỳ vô phong. Đó, bởi vậy má uống đi. Nó ngu cũng nói nam vô tủ như kỳ vô phong. Cha thì uống đi, cái này vụ thôi mà. Mà xưa rồi, hồi đó người ta nói gì vậy, nhưng mà thời bây giờ khác rồi con. Thời bây giờ đàn ông không cần có rượu, người ta vẫn làm việc được, người ta là vẫn một cái người thành đạt được. Còn nó xin lỗi, uống rượu miết con biết sao, là nó hại sức khỏe nè, rồi xong rồi nó còn hại thần kinh nữa nè. Đó, mày uống riết mày khùng luôn đó con à. Thôi dẹp đi. Má nói vậy con buồn quá à. Má không hiểu hết. Thì gạo thì cũng giống như cơm, là cơm nó chiết thành rượu rồi. Bây giờ mình uống rượu vô cũng như mình ăn cơm, chứ có cái gì đâu nè. Nè, con lo cho má lắm. Má nói cho con nghe, cơm là cơm mà rượu là rượu. Cơm là người ta nấu cơm là không có men, còn không ghi đợi cơm mà nó ủ để nó lên men là của con. Không nghe người ta nói là con ma men sao? Hiểu chưa? Ủa thì mấy dính trong chữ ma vô là con nhót quá. Má nhớ không nhớ, con sợ má ơi. Má đừng có nói ma đây, con sợ này. Con trâu con ngựa quánh con quá, má đừng có nói vậy nghe. Sợ thì con đừng có uống rượu nữa. Thì bởi vậy. Sợ con... thì sao đàng hoàng tử tế, mình làm ăn đàng hoàng tử tế đi nghe. Rồi con lo con má, thương má. Uống trà. Má nhớ nha, đi cứ đi làm gom tiền, gom tiền về đưa cho con xài giùm cho má cho. Má cứ yên tâm đi, con là con bây giờ có hiếu với má rồi, con thương má mày nhiều lắm. Không có đưa cho con xài mà giữ lại cho con, để mai mốt á coi như là làm của hồi môn cho con, rồi con lấy vợ, con lấy cái tiền đó con mừng ăn sinh sống, chứ giờ đưa con xài hết làm sao. Trời ơi con ơi, xài cái cỡ đó là coi như người ta nói là cái gì đó núi cũng lỡ đó nè. Rồi phải làm ăn đàng hoàng tử tế. Thì bây giờ má cất tiền ở đâu, má cứ nói để mốt má có lỡ mình hệ gì cũng tới con lấy cũng được, chứ đừng để bất thình lình vậy, con không biết chỗ, con lo con thương cho má lắm. Cái niệm ước cuối cùng của má là để cái tiền đó cho con đúng không? Con lo cho má thôi. Thì đó, bây giờ má cứ nói má để đâu, rồi con tới con coi, con kiểm tra giùm má cho. Thôi vậy nè, thôi bây giờ con phải bận. Con có điện thoại. Gì vậy? Alo. Hả? Đi làm ăn hả? Có người mua đất rồi sao? Rồi rồi, rồi tôi ra liền. Má. Bây giờ má ở nhà, má giữ nhà.
Rồi xong rồi má coi dọn dẹp gì, phai lang phai liếc gì đó, rồi ăn cơm ăn nước ngủ trưa, lấy sức để mai đi bán tiếp nha má. Con phải đi làm ăn. Đi làm ăn là phải đi làm ăn đàng hoàng tử tế nha. Má yên tâm đi, con làm ăn đàng hoàng tử tế, con sẽ có được tiếp được nhiều tiền, con sẽ thành tỷ phú. Còn má sẽ là má có tỷ phú, má hiểu không? Không cần lên tới cái tỷ phú gì, triệu phú gì, miễn sao làm ăn đàng hoàng tử tế là con sống một cách nghĩa là có hiếu có đạo, biết yêu thương mọi người, vậy là đủ rồi đó. Đó, bây giờ bởi vậy có lúc nào có hiếu với má, bây giờ bận làm ăn, má nhà má coi má dọn dẹp rồi nhà cửa dọn dẹp. Ê, hết dẹp khoai lang đồ nha má. Nhưng, má dọn nhưng, con nhưng mà đi sớm về sớm nha. Má yên tâm đi, lúc này con có hiếu với má lắm. Má coi dọn dẹp hết giùm con nha. Rồi giặt luôn thao đồ sao con để rồi với lại nấu cơm nấu nước đồ ở nhà con đợi con về con ăn nha. Nhớ ngủ trưa nha. Chứ ngủ trưa là tốt cho sức khỏe lắm đó. Nhớ làm xong hết rồi mới được ngủ nghe chưa. Trời ơi quá. Không đi làm ăn nha. Dạ. Dạ chào ông anh. Ông anh kiếm ai à? Tôi chủ nhà này. Tôi biết. Dạ. Lúc này bà Bằng ăn sao? Dạ cũng bình thường. Chắc tổ trưởng mới đổi về đây hả? Hay là làm giữ gìn an ninh trật tự ở cái làng này. Tôi thì không có làm cái chức trưởng, tôi chỉ làm phó thôi. Dạ. Tôi không phải là người ở đây, tôi ở dưới tôi mới lên. Ở dưới mới lên. Dạ tôi... ở dưới miệt nào? Tôi phó động đó. Ê chết. Trời ơi khách của con tôi hả? Nè, đừng có nói mà tới đây rồi rủ con tôi mở động mở sòng bài nữa nghe. Nghe nói bây giờ là nó đang làm ăn đàng hoàng tử tế à. Thôi không có nói, thôi đi về đi. Làm ăn hoàng hoàng tử tế không? Dạ đang sắp sửa tử tế. Vậy thì rượu này ai uống? Nó hả? Nó có mời tôi mà tôi không uống. Cái nó không uống, nó đi làm giàu rồi. Nó đi làm giàu rồi. Bà. Dạ. Bà có nhìn thấy tôi không? Dạ thấy chứ, lừng lững một đống gì sao không thấy. Bà nhìn kỹ coi tôi là ai. Ai thấy lạ quắc à? Ai hả? Bà không nhìn hả? Có nhìn mà không có thấy. Không thấy? Không có nhận ra. Nhìn cho kỹ nè. Dạ. Thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi. Nào mà có biết. Dạ mời Phản Quan ngồi. Trời ơi chẹt. Phản Quan nào? Dạ Phản Quan ở dưới á. Tôi là Phản Quan chứ không phải là Phản Quan. Dạ mời ngồi. Dạ mời ngồi. Không ngồi. Dạ ngồi đi. Tôi hỏi bà trả lời nè. Dạ. Tôi đã nghe củ quyền thất tổ của nhà bà. Dạ. Than phiền nói thằng nghịch tử con bà vẫn còn đối xử với bà rất ư là mất dạy. Chuyện đó có hay không? Nào có. Quân nào mà ăn không ngồi rồi đi nói chuyện thiên hạ. Nói thêm nói bớt chứ. Bà dám chửi củ quyền thất tổ bà luôn hả? Dạ đâu có củ quyền thất tổ đâu. Mấy cái xóm đứa này nó nói tầm xàm mới đúng không? Bà binh con riết rồi, bây giờ bà điên rồi. Nè, tôi nói cho bà biết nha. Bà dạy con á, không phải bà thương yêu không thì đủ. Trời đất ơi, con nó hiếu thảo nó phải bằng hành động. Nó thương yêu mình phải rõ bằng trái tim của nó. Dạ. Bà bao che nó làm chi? Dạ. Tôi nói thẳng với bà hôm trước nè, Diêm Vương xử mà cho nó trở về dương thế là tôi bực mình lắm đó. Nhưng mà tôi không có nói. Bữa nay đích thân tôi lên tôi kiểm tra nè. Nếu mà nó còn đối xử với bà tệ nữa, tôi xử liền tại chỗ cho bà coi. Dạ thưa Phán Quan, nói nạo ngay, nó có cố gắng sửa lắm. Bữa nay nó đi mần ăn, nó đi làm giàu. Nó nay nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa 30 rồi. 30 tuổi. Bực hết chứ mình. Nó về. Gọi điện thoại cuối cùng. Vụ ra trả bộ nhậu cho nó. Ơ kìa. Má. Má nè. Sao má không nghe lời con vậy? Có má có nghe lời con mà. Con đã dặn má là dọn dẹp hết rồi xong rồi nằm ngủ trưa đi.
Tại sao má không chịu nghe lời dọn dẹp hết rồi ngủ trưa đi? Giấc ngủ trưa rất quan trọng cho sức khỏe má biết không? Sức khỏe mà má có mệnh hệ gì tội nghiệp con. Ở dưới người ta lên người ta lâu con xuống má hiểu không? Má trời ơi con có đi. Hiểu quá thấy chưa, có hiểu chưa? Quá có hiểu luôn, dễ thương quá. Má nghe lời con nhưng mà để má dọn dẹp xong rồi hai má con mình ăn cơm. Dạ. Xong rồi con rồi má ngủ. Ừ, rồi ăn má cơm ăn nước xong rồi má ngủ để lấy sức mai má đi làm nữa. Có hiểu chưa? Má hiểu không? Có hiểu chưa? Dạ. Có gì sao lối lối thì trời. Cái gì vậy ta? Bà chối nữa hả? Dạ nói gì không chối? Tôi bắt được tại trận nó đối xử với bà như vậy mà bà chối nó phải không? Nó thương má nó mà. Không có nói nhiều. Sao? 1 sao? 2 3. Má, trong nhà mình có gì kỳ kỳ đúng không má? Lạ lạ thôi. Lạ không? Lạ. Kỳ không? Kỳ. Được rồi. Tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao lạ mà tại sao kỳ nha. Tôi lạ là tôi thấy cậu không có thay đổi một chút xíu nào hết trơn. Thiệt lòng tôi lên để tôi coi cậu là có trở thành một cái đứa con hiếu thảo ha, đàng hoàng tử tế không? Hết sức bậy bạ. Ủa má, sao này má xưng hô gì kỳ vậy? Đó, như vậy thấy nó kỳ đúng không? Bây giờ cái này còn kỳ nữa nè. Cậu á, chỉ nói thương mẹ cậu là nói cái miệng thôi chứ trong bụng không có gì trơn trọi. Cho nên cậu có thấy được rằng là cậu là cái đứa con quá bất hiếu không? Ủa gì má? Tiên Phái nói chân hồ kỳ quá vậy, con nói má nghe nè. Trả lời đi. Thì đó, thì từ lúc mà về là con phải có hiếu với má. Má phải nghe lời con nè, ăn uống ngủ điều độ mới có sức đi làm để mà nuôi con. Đó, nuôi cái thằng mà coi như là cái thân nó dài mà vai nó rộng mà nó làm biếng này nè. Đúng chưa? Con người ta đó nói là phải làm, phải có thiện chí để mà thay đổi. Mình đã hư hỏng như vậy rồi thì bây giờ phải trở thành một người tốt, làm bằng cái công sức, bằng cái lao động thật sự của mình, chứ không phải là mồm mép ở ngoài miệng không. Cái này là phải dạy, phải dạy cho trở thành người. Bây giờ mẹ cậu không dạy, bây giờ tôi sẽ dạy. Má mình bị sao ta? Bữa nay má kỳ quá vậy. Thường bữa đâu nói chuyện con dạy cắt thiếu ngủ hay là thiếu ăn gì mà bị vậy? Nằm xuống đây. Nằm xuống. Bữa nay gì kỳ vậy má? Có biết là mình là vẫn là một cái thằng con trai làm biếng, lười lao động, không có hiếu thảo, có công nhận không? Dạ. Nằm xuống. Dạ. Ủa má, nay sao má kỳ vậy? Hôm nay má con quýnh con vậy má? Bây giờ có công nhận như vậy chưa? Dạ dạ có con biết lỗi con rồi, thời gian qua thì con làm biếng nên con biếng. Dạ. Đau quá má. Đau không? Dạ đau. Đau quá đúng không? Thương bố má. Thương bố má thương con lắm mà, hôm nay má đánh con vậy. Quánh cỡ cắn chổi ra mà cô bị đặt nói đau. Dạy cho cậu hiểu như vậy. Thôi tôi không nói nhiều nữa. Bây giờ cái ngữ này là phải đem xuống dưới này để cho Diêm Vương dạy thôi, chứ là coi như là má cậu không đủ sức để dạy cậu nữa rồi. Cái gì vậy má? Không phải, không phải. Tại con phải có cầu tiến chứ, còn ông phải cầu tiến chứ đâu phải nghe lời má được đâu. Má siêng năng cần cù vậy mà má cũng nghèo hoài đó. Hết thời gian thử thách rồi. Xuất. Cái gì vậy? Cái gì biến tùm lum la vậy? Ông này ai tự nhiên biến bú vô nhà tôi vậy? Ủa hình như nó có cái gì kỳ kỳ không phải ở đây á. Bây giờ cậu nhìn thấy tôi rồi hả? Ông đi đâu vậy? Đi lạc hay sao vậy? Không biết tôi là ai không? Ông già. Nhìn nè. Ông Phản Quang. Ông Phản Quang. Hay cái chỗ lông gà đó. Chưa thấm vào đâu gì cái tội mất dạy của mày đâu. Tao nói cho mày biết, bữa nay tao theo lệnh của Diêm Chúa ở dưới là để lôi đầu mày xuống dưới trừng trị về cái tội bất hiếu của mày. Trong các tội mà nặng nhất khi làm người, cái tội bất hiếu là cái tội có thể là xử chết luôn, mày biết chưa? Trời, Phán Quang ơi, trời, tôi lại không, tôi thương cho mẹ con tôi. Con người ta nó hư quá rồi, bây giờ muốn thay đổi liền một cái rụp đâu có được, khó lắm, cho nên phải từ từ. Ai, trời ơi, bà gian sinh nó nữa hả? Tôi chứng kiến rồi nè. Đúng là ở nhân gian này có cái câu con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Bà muốn con bà trở thành người tốt, là một người có ích cho xã hội,
thì bà nên dạy nó ngay từ đầu. Bà cưng bà chiều nó, nó hư rồi bà thấy chưa. Bà hai, đây là lần cuối cùng tôi nhắc bà, nhưng tôi vẫn theo dõi sát sao cử chỉ hành động của cái thằng bất hiếu này. Ngươi nhớ, ngươi còn nghịch tử thì ngươi sẽ bị đưa xuống Diêm phủ xử tội nặng nhất trong các tội mà loài người phải mang, đó là bất hiếu. Chào bà. Thôi mày đứng dậy đi, mày đứng dậy đi, mày đừng quỳ nữa. Mày ngồi mày nghỉ đi. Con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi con sai rồi. Con sẽ không như vậy nữa. Mẹ ngồi nghỉ ngơi đi. Để con vô con nấu cơm nấu nước cho mẹ ăn. Rồi ngày mai con sẽ phụ mẹ gánh khoai lang ra chợ bán. Rồi ở nhà phụ giúp mẹ mọi chuyện. Mẹ, mày đừng có giận của con nha mẹ. Con biết lỗi của con rồi. Tội nghiệp quá. Người cũng khóc luôn kìa. Chị khóc chị bớt trây trét lại chị. Ta chậm cho ngươi. Tội nghiệp quá, làm sao mà chịu đựng được chứ. Buồn quá. Làm sao mà ra nông nổi vậy vậy không biết. Con người chứ có phải là con vật đâu mà làm sao chấp nhận những chuyện như thế này được. Sống cũng như nhau thôi mà chi mà khổ dữ gì. Tại sao nỡ lòng nào mà đài ải người ta như vậy. Chứ còn cái gì nữa. Con gái chứ có phải là gì đâu, khổ quá. Ủa đâu có con trai mà. Con gái khổ lắm. Cô chị đang khóc vì chuyện gì vậy? Ta đang khóc vì số phận của một người con gái phải bán mình để chuộc mẹ nè. Ủa đâu có, em đang nói về cái thằng trong phim Nước Thăng Lên Thiên Đường. Em nhớ lại sáng em coi phim Hàn Quốc. Sao đâm hơi quá vậy? Ủa vậy nãy giờ hai đứa khóc về hai vấn đề liên quan hả? Trời ơi, chúng ta chung sàn mà dị mộng rồi. Khổ quá đây nè, tội nghiệp lắm. Chị ơi, bây giờ hai người làm cái gì vậy? Diêm xã. Chuyện gì mà khóc? Dạ, dạ chào Diêm Dương. Tội nghiệp quá, Diêm xã ơi. Ở trên trần gian á, có một cô gái rất là tội nghiệp. Mẹ của cô gái vì ham mê cờ bạc nợ nần. Mà đó, mà cô gái phải bán mình để chuộc mẹ. Bán thân đó Diêm xã ơi. Tội nghiệp người ta với sợ. Cái này là hiếu động lòng trời nè, trời ơi. Cái này mà hiếu động lòng trời cái gì? Cái này là bất hiếu thì đúng hơn. Ai kỳ á. Không có bất hiếu. Nhưng nói sao kỳ vậy? Hồi xưa cũng xử cái vụ mà ngày xưa một cái người nào đó mẹ mà cờ bạc quá trời rồi cũng nhào vô cờ bạc với mẹ. Cái đó là đứa đó là bất hiếu. Rồi bây giờ tên mẹ cờ bạc quá trời rồi đi bán thân chuột mẹ thì nó phải là có hiếu chứ. Đúng rồi, bây giờ mình giúp cổ đi nha. Bây giờ mình sẽ giúp cho cổ trúng số đi, trúng số tiền tỷ đi. Trời ghê quá. Cái gì vậy? Khóc quá, nó chảy nước mũi. Trúng số tiền tỷ đó. Không nghĩ để mà sao? chuột mẹ ra. Không nghĩ sao vậy? Nếu được như vậy là cô sẽ vui lắm. Rồi mình làm liền đi. Hai ba. Thôi dẹp đi, đừng có làm ca. Mất. Làm như vậy là bất hiếu, hiểu chưa? Không. Ta đã nói rồi mà không nghe. Sao lại bất hiếu mà Diêm xã? Thế bây giờ mình làm sao? Đây. Diêm Dương ơi, mình phải nghĩ ra một cái cách gì để giúp cổ. Cổ đi bán thân. Để cổ giúp cho mẹ. Đúng rồi. Mà không bán được thân thì không giúp được mẹ. Mình phải làm một cái gì đó để giúp cổ. Đúng rồi, mình làm gì? Mình phải làm cho mặt đường thông thoáng. Đèn đường càng ngày càng tối để cổ đứng đó nhiều khách nhìn cổ hơn. Người tàu lao quá rồi đó. Nghe. Vậy chứ mình giúp bằng cách nào? Ta nói cho hai người nghe. Mình làm thân phận làm con cái, thấy cha mẹ mà dướng vô cái đường cờ bạc cái gì, mình phải tìm cách khuyên can để cho lánh xa cái tội lỗi đó đi. Thằng này đi bán thân đem tiền về đưa cho bà, bà tiếp tục đánh bài nữa. Nhưng mà em, hiểu chưa? Em nghĩ là trước khi khuyên thì cũng phải chuộc chứ, giờ bị bắt rồi khuyên gì nữa, khuyên ai trời. Đúng rồi. Bây giờ làm sao để cứu cô gái đây? Phải kêu kéo cô ấy ra khỏi cái thùng nha.
thiếu gì cách. Cách nào? Tôi cần phải làm cách đó. Dạ, cách, dạ, cách nào giờ? Cách nào Diêm xã? Suy nghĩ đi. Diêm Dương là luôn luôn là người anh minh. Diêm Dương phải suy nghĩ đi. Diêm Dương suy nghĩ đi. Diêm Dương là gã minh, hãy suy nghĩ kỹ đi. Cái là sao biết cho cô? Im lặng. Huy là ta rối quá. Ta cần sự im lặng. Không có nói nữa đâu, ai mà cần im lặng là phải nói. Tại vì im lặng mới suy nghĩ được, đúng. Không thể là nói trong lúc người ta đang suy nghĩ được. Cứ im đi nha. Cứ nói gì sao tôi suy nghĩ được. Dạ. À, được rồi. Bây giờ làm cái gì vậy? Trời ơi, đó nhép miệng thôi đó nha. Không có nói đâu, phát âm thanh nha. Chỉ nhép miệng thôi đó. Nhưng mà ta nghe được đó. Trời ơi, trời ghê quá. Nè, bây giờ đi lên Trần Gian. Dạ. Đi lại theo dõi cái bà đó. Theo dõi cái bà đó. Nếu đúng như vậy, canh đúng lúc bà đang đánh bài. Dạ. Kêu công an ấp vô bắt. Ồ, hay quá. Đúng là cao kiến. Sáng kiến, sáng kiến, hay đúng quá. Rồi, cho công an ập vô bắt. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, công an ở trời nó nhiều khi á, em báo á, xong cái người ta mà cũng ập vô mà kiểu mà trễ như em á, sợ bắt không kịp, vừa tới nơi là nó dọn sòng đi rồi. Thì ngươi tìm cách báo trước mấy ngày. Tìm cách báo trước mấy ngày, lỡ em tới đó em nói sớm quá thì ập vô nó đâu có quýnh đâu mà bắt nó. Ngươi làm cách nào nó không cần biết. Ngươi mà làm công an không bắt được cái người mẹ đó, người ta bắt ngươi đó, đưa cho công an. Trời ơi, cậy quyền cũng sợ. Diêm xã, cách đó có được không? Vậy lỡ như bà mẹ ở tù thì sao? Nàng yên tâm, bà mẹ đó sẽ vô ở tù 5-7 năm sẽ tỉnh ngộ ra là cai cờ bạc luôn. Lúc đó mình biến vô tù mình làm cai ngục cho bà ăn đùi gà hàng ngày. Ngươi rảnh quá. Nghĩ ba cái tàu lao không nha. Ta cho ngươi làm việc đó nghe. Diêm xã, vậy còn cô gái thì sao? Cô gái à? Dạ. Ừ, dễ. Tìm cho cổ một công việc làm có lương cao. Đúng rồi, đưa cô đi trường phục hồi nhân phẩm. Cái gì vậy? Tao nói đi tìm việc làm lương cao, đưa nó làm cái gì? Vô cho cổ làm huấn luyện viên trưởng để phục hồi nhân phẩm những đứa lân cận giống hoàn cảnh tương tự. Rảnh quá, nghe. Nghĩ ba cái chuyện tao lao. Ồ, nếu vậy thì chúng ta sẽ giúp cho cô ấy hoàn lương, bước ra khỏi vũng bùn đó và kiếm cho cô ta một tấm chồng. Đúng rồi, chồng của ta phải giàu có. Giàu có. Giống như là đại gia vậy. Đại đó. Gia đó. Đại gia thì đại gia, đại gia. Ta nghĩ thì những người mà giàu có, dạ, cũng ít người mà chịu đi lấy cái người nào đã từng làm bán thân. Trời ơi, cổ hủ quá đi thôi à. Trời, cổ hủ tông tiếng lắm vô người ta. Tao nói là tao rút cái kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm gì hết trơn. Diêm xã chưa coi phim nhiều, Diêm xã không có biết đâu. Phim bây gì? Giờ thời buổi này á, người ta tân tiến lắm, tư tưởng người ta thoáng lắm, người ta open lắm. Đúng rồi, open phim... là cởi mở đó. Này đúng. Giống như là đầu óc nè, này là khối đầu óc nè. Ngày xưa cổ hủ, bây giờ open mở. Đó, đầu óc cởi mở, cởi ra mở. Khỏi gần là tôi cũng hiểu. Diêm xã, rảnh quá. Diêm xã coi phim đi, phim Pretty Woman. Phim gì? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp. Đẹp. Đẹp thì nó đẹp. Dạ. Điệu quá nó đẹp. Dạ, điệu quá người đàn bà đẹp. Chị làm ơn chị nói tiếng Anh cho đúng để Diêm Dương người ta hiểu. Ừ. Phim nó phim là Pretty Woman. Cái gì? Tiếng Anh đọc đúng là Pretty Woman. Woman. Phụ nữ đó, phụ nữ là Woman. Còn đàn ông là Man. Man. Man, phụ nữ là Woman. Giỏi quá hả? Ờ, hay quá à. Đó, còn đàn ông là bòi. Cái gì? Đàn ông là bòi. Bòi là phục vụ. Con trai, con trai. Không, bòi. Bòi. Tiếng Anh đó, bòi. Bòi, bòi. Ừ, còn con gái là đầm. Tôi tưởng tài giống hả? Tầm bay tầm bạ không à? Dạ. Về cúp lương nó đi nha. Không có đâu đi học tầm bay tầm bạ được. Ngươi mà còn quạt ngôn xảo ngôn gì nữa, ta cắt lương ngươi, ta cắt lưỡi ngươi luôn á. Ờ. Biết chưa? Bồi đầm. Diêm Dương, vậy chúng ta sẽ giúp cô gái đó ha Diêm Dương ha. Đúng. Mình sẽ giúp cô gái đó. Dạ, dạ. Mã Diện. Dạ. Mau lên Trần gian và giúp đỡ cô gái đó cho ta. Dạ. Tâu. Đi lẹ ra đi. Tâu hoài. Nhưng mà phải làm phép nha. Bây giờ sẽ làm phép cho cô ấy đó được lấy một tấm chồng tốt. À. Dạ. Hai thằng xin cáo ha. Lui. Từ. Mãi Diện này sao đó? Sao hồi xưa Diêm xã mướn nó vô làm gì vậy hả? Cho vất vả cho chúng ta. Tao thấy nàng thân với nó lắm mà. Trời, nó dễ thương lắm. Coi cái miệng chứ được cái nó ngu, kêu làm gì làm đó. Bởi vậy nàng mới là gần gũi nó nhiều. Có chừng á, lây à. Ở gần nó thì rất là an toàn. Diêm xã không sợ bị mất vợ. Cảm ơn Diêm xã đã giúp đỡ cô gái. Ôi, nhưng mà Diêm xã nè. Chuyện gì nữa? Nhắc đến chuyện cô gái bán thân để chuộc mẹ, thiếp muốn xử án Thúy Kiều. Thúy Kiều phải
Sao tự nhiên là muốn xử vụ án Thúy Kiều? Thúy Kiều mang tội rất nặng. Tội rất nặng nên thiếp muốn đích thân mình sẽ xử tội Thúy Kiều. Nàng nói vậy là sai rồi. Thúy Kiều là một tài sắc, một tuyệt thế giai nhân, đã liều mình gọi là cứu cha và 15 năm ở trong lòng sanh. Nàng nói vậy là sai. Ôi, lúc nào cũng binh Thúy Kiều, lúc nào cũng binh gái đẹp thôi, thật là thiên vị. Ôi, một người con gái mà sẵn sàng đưa người cửa trước, rước người cửa sau, giao người cửa giữa, thánh thiện ở chỗ nào chứ hả? Nhưng mà là vì hoàn cảnh thôi mà nàng. Hoàn cảnh cái gì? Vì cha mình mang nợ, nhưng mà không tìm mọi cách làm lụng vất vả để mà minh oan cho cha, hoặc là có tiền để chuộc cha, đằng này sẵn sàng một cái bán thân liền. Ôi, một người con gái đó mang tội rất nặng, cho nên thiếp muốn xử Thúy Kiều.